Hôm nay mình vừa từ F1 Store VN ra anh em. Mình vừa đi gắn đồ ở đấy về. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Ngày hôm nay mình vừa đến F1 Store ở 199 Tô Ngọc Thạch để mà thăm anh Tùng gắn một số đồ chơi trang trí cho con xe SH của mình. Thì vô tình anh Tùng có giới thiệu mình một cái đèn chở sáng cực kỳ mới và độc đáo luôn. Cái này là chở sáng nha, anh Tùng giới thiệu với các bạn luôn anh Tùng. Rồi, cái đèn này thì các bạn có thể đổi màu được. Và cái đèn độc của nó là nó thể để chỉnh cường độ ánh sáng được. Muốn tỏ, muốn gom hay là muốn gì đó là chỉnh tự mình chỉnh luôn, không cần phải gì làm gì luôn. Muốn gom muốn tỏa. Bây giờ mình sẽ chiếu vô tường cho các bạn cùng coi nha. Yeah. Bây giờ mình sẽ quay vô tường cho anh em coi trước. Đây là tỏ nè. Rồi, ánh sáng vàng, ánh sáng vàng. Đó này vàng nè. Vàng. Đó này là trắng nè. Bây giờ mình sẽ điều khiển ánh sáng cho các bạn nha. Để đêm nè. Đây mình sẽ làm cho các bạn coi đây. Đó. Đấy. Từ tròn chuyển sang hình vuông, hình chữ nhật luôn anh em. Đó. Rồi đổi lại. Cái này là vàng nha, vàng ánh nắng để sáng đi phá xương. Anh em vàng, cái này là vừa vàng vừa 6 trắng. 6.000 cái bên đó là vừa vàng vừa trắng á. Anh em anh thu ra thử cho thấy nè, hai bóng nè anh em. Đó, cái thấy chưa? Tim. Đây là để mình là focus rồi cho anh em xem. Đó hai tim, một vàng một trắng luôn. Rồi chỉnh một vàng thôi nè. Chỉnh một vàng. Đó, một vàng phá xương. Đi đèo là khỏi sợ sương mù. Đó. Quá đẹp. Giống như Lai Hồng Trưởng. Giống như mấy đèn mà công an hồi xưa vậy á. Rồi em chỉnh sang màu sáng, màu trắng giùm anh thử coi. Đó, màu trắng đó anh em, nhìn nó rất là sáng. Anh Tùng chiếu lên chỉnh cho nó xa thử coi. Rất là rõ. Cái này là mình chiếu lên trần nha, trần này rất là xa luôn nha. Cái độ nét của vết cắt của cái bóng đèn này nhìn đẹp lắm anh em. Đó, nó có cái độ nét vết cắt kìa, vuông vuông luôn nè. Đó. Đổi màu thử em gái. Đó, hai bóng rõ rệt luôn nè anh em. Một vàng một trắng, hai bóng rõ rệt. Khi mà ta cái này lại gom lại nha. Đấy, màu vàng gom lại. Rồi, màu vàng phá xương. Đây mình cầm cái đèn này. Đây cái đèn nè. Kéo cái, để mình quay hết nha. Cái này là cái nguyên lý hoạt động của cái đèn nè. Ở ngoài sau nó có cái này rõ. Đó, cái khúc này nè, khi mà mình kéo ra thì nó sẽ gom lại đây, gom ánh sáng lại, nhưng khi mà mình đẩy vào á, ấn vào á thì ánh sáng của nó sẽ tỏa ra hình tròn và nó soi sáng một cái vùng mà khi mà anh em đi ngoài trước á. Cái đặc biệt của cái đèn này là chúng ta cường độ chúng ta có thể điều chỉnh được. Gom nhìn sắc sảo ha. Dòng đèn này anh em có thể gắn hết được mọi loại xe luôn. 30W. 30W. Giá tiền cũng rất là ok. Anh Tùng có bảo hành cho anh em luôn. Một năm. Đấy. Mọi chi tiết liên hệ F1 Store VN. Sản phẩm này mình chưa thấy ai có thể ai review trên thị trường và chưa thấy ai ra mắt hết á. Đèn chở sáng độc lạ. Này coi lại nữa nè. Nè. Đó vậy nè. Giờ kéo nha, kéo nha. Kéo đi. Rồi, ok. Ok, đây là bóng đèn chợ sáng độc lạ mình và anh Tùng vừa review, nên có mọi thắc mắc chi tiết liên hệ F1 Store nha anh em, mình không có bán. Không, cái này mà gắn cặp đi đêm cũng ngon phết nha. Muốn độc lạ hãy tìm F1 Store nha anh em. Lúc nãy á mình lại F1 Store thì mình có nói với các bạn rồi là mình đã thay cùm tay côn hao lộn. Con này làm gì có côn, chạy tay côn riết quen. Mình thay cặp thắng cho con SH của mình. Thì đây là cái thành quả nha. Thật sự là mình nhìn rất là hài lòng về cái thành quả này. Rất là đẹp. Cái cặp này cặp CRR. Nó không có cái độ rơ, tại vì nó không phải là hàng phát đâu anh em, mà nó có độ rơ. Với lại là khi mà mình sử dụng ấy, mình thấy nó rất là êm, bóp rất êm, êm hơn zin, mềm hơn zin. Cái cảm giác mà sờ mó nó sướng hơn zin rất là nhiều, bởi vì hàng mắc tiền nó có khác. Chưa kể nữa là về cái việc là cái hiệu năng sử dụng ấy nó rất là cao. Còn zin thì nó hơi bị bí bá xíu. Nói chung là hài lòng về cái cặp tay cặp côn cái thắng này. Tiện bữa nào mình review hết xe cho anh em xem về cái chiếc xe của mình rồi mình nói sâu hơn nha. Ok.
clip này đơn giản vậy thôi. Bye bye anh em nha, cảm ơn anh em đã xem video clip này của mình nha.